chào bà con, bây giờ bắt đầu mình tiến tới gần cái nơi Đức Mẹ núi cuối đó. Thì đây từ đây mình có thể mình quan sát được nè, cái núi Đức Mẹ núi cuối đây. Có mình thấy ở trên đây mình có thấy Đức Mẹ nè, Đức Mẹ đang nhìn xuống bên tay phải. Ở trước mặt chúng ta thấy một cái tòa nhà giống như cái đó mình không biết diễn tại cái chân tầng là như thế nào, giống như kiểu hiện tại giờ núi cuối đang tiếp tục xây cất, không biết khi nào sẽ hoàn thành bà con ha, không biết khi nào sẽ hoàn thành. Còn trước mặt chúng ta đây là cái thư viện của Đức Mẹ núi cuối. Ở nơi này thì có bán tranh ảnh cũng như sách vở này kia nữa. Mình nghĩ nhà thờ dưới đúng không? Thì bây giờ mình không có tiến thẳng lên Đức Mẹ núi cuối, mình sẽ ghé qua nhà thờ thì mình sẽ quẹo phải nhìn tại nhà thờ tạm đó bà con. Nhà thờ tạm để các cha có thể làm lễ cuối tuần cũng như đầu tháng này, hay ngày 13 Đức Mẹ hiện, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima mỗi tháng bà con. Đường đi vô đây thì cũng hơi khó, tại vì vừa vấn đề tiền bạc cũng như xin phép để làm con đường á. Nếu mà chính quyền họ chấp nhận rồi thì chấp thuận rồi thì mọi người có thể làm đường dễ dàng thôi. Nhưng mà anh thuộc cái giấy phép á, giấy phép người ta có đồng ý cho mở đường đường nhựa ở trong này không, còn gì theo giấy phép nữa. Rồi từ khi mà làm đường như vậy thì mọi người có thể đi dễ dàng. Mà hiện tại thì bây giờ đang là con đường đất đó, mặc dù có đổ đá rồi nhưng mà nó có nước mưa nó xoáy để khi nó có thể làm cho con đường nó khó khăn đi lại đó bà con. Thì khi mà mở đường thì có lẽ người ta sẽ làm đường nó thẳng chút xíu để tránh khúc cong này đỡ nguy hiểm. Vừa ăn xong con chưa ăn gì cả. Nói chung là lúc mà chưa cho ăn thì mà con ăn rồi, con không ăn nữa. Đó, từ nơi đây mình có thể nhìn thấy Đức Mẹ núi cuối đang nhìn xuống con dân. Có một số cây cảnh giống như ở bên miền Bắc á, không biết người ta sẽ mua từ đâu, nhưng mà mình thấy cái mấy cái cảnh ở miền Bắc người ta làm hay quá chừng đi. Coi như những nghệ nhân nó thường thường như tập trung ở Bùi Chu Phát Diệm như đó bà con ha. Đó đây là nhà thờ tạm. Ok, rồi bắt đầu mình xuống, bắt đầu mình quay bà con xuống như thế nào ha. Đây bác tài đẹp trai đang
lấy cái ghế đẩy, cái xe đẩy của bà ra để cho mọi người có thể đẩy bà dễ dàng. À, ai thích đánh số đề đó à, ở đây hai vị kiều, hai vị kiều Úc đây, hai vị kiều Úc. Chụp nhang, chụp đi, chụp tấm làm kỷ niệm. Ok, chụp gần nè, rồi rồi chụp á, rồi rồi xa xa nè. Vậy mà một số đang đi lên trên, đang lên trên nhà thờ để báo cho cha biết mình đã tới. Nếu mà ai thích đánh số đề hên su gì ha, thì cái xe này 17 nè, đề 017-1051 đó, xe đưa rước. Thì cái số này coi rất là đẹp, nhưng mà không biết khi nào nó ra, thành ra mình không dám nói cho bà con biết khi nào nó ra nha bà con. Nếu mà biết mình cũng đánh rồi thì ăn thuê hên su thôi. Rồi khi nào bà con hứng thì bà con đánh chứ mình không biết được hả bà con ha. Rồi ở trong khu công viên này thì người ta có tạc mấy con chim đó bà con. Coi cũng đẹp quá chừng đi. Thì cái này nghệ nhân, cái này nghệ nhân ở Việt Nam đây. Dạ. Dạ. À con có bỏ lên Facebook. À, lập có. Lập có Facebook của con. Dạ. Yeah. Đây mở quay lại chụp cái ạ. Ok, rồi chụp hình lát thảy lên luôn. Đây gần gần nè. Ơ lấy xa lấy gần ghê lắm. Ở đây kìa. Rồi xong, rồi chụp nè. Tại đây ở nơi này cái công viên ở ngoài này đó người ta cũng cũng làm một số công viên có bàn ghế, có ghế thôi, không có bàn, để mọi người có thể tới đây đọc kinh cầu nguyện với Đức Mẹ. Đức Mẹ ở nơi đây đang ngắm con. Thì kinh khấn Đức Mẹ núi cuối, thì ở đây thì có kinh khấn và một số người cũng được ơn rồi bà con. Một số người cũng được ơn rồi, họ để bà tạ ơn Đức Mẹ đây. Ánh sáng còn hơi sáng quá, hơi sáng quá. Để mình chỉnh lại cái ánh sáng coi. Rồi, tạm thời mình ngưng máy nha. Để cái ánh sáng nó bị sáng quá đi. Rồi bye bye bà con nha.